Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Giáp Thìn 2024, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân và cuộc thi ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024. Đến tham dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Trần Diên Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành thành phố Cần Thơ. Hội Báo Xuân Giáp Thìn 2024 thành phố Cần Thơ quy tụ trên 200 loại báo xuân trong cả nước do ban tổ chức bổ sung thông qua các cơ quan phát hành báo chí, trao đổi với thư viện 62 tỉnh thành phố, nhận biếu tặng từ các cơ quan báo chí trong và ngoài địa phương. Các ấn phẩm được trưng bày theo 6 chủ đề: ấn phẩm xuân của các quận huyện, cơ quan, ban ngành thành phố Cần Thơ, ấn phẩm xuân của 63 tỉnh thành trong cả nước, ấn phẩm xuân lĩnh vực chính trị, xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật và ấn phẩm xuân dành cho thiếu nhi. Hội Báo Xuân thành phố Cần Thơ năm nay sẽ phục vụ bạn đọc từ hôm nay đến ngày 4 tháng 3 tới đây, đặc biệt mở cửa phục vụ xuyên suốt tất cả các ngày Tết. Cùng với Hội Báo Xuân, cuộc thi ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024, thành phố Cần Thơ tiếp tục được thực hiện. Ban tổ chức đã nhận được 13 ấn phẩm Xuân dự thi của các quận huyện và sở ban ngành đoàn thể thành phố Cần Thơ. Dự kiến vào ngày 29 tháng 3, ban tổ chức sẽ thực hiện lễ tổng kết Hội Báo Xuân và trao giải cuộc thi ấn phẩm Xuân Giáp Thìn 2024 thành phố Cần Thơ.